Chó mèo nhà các bạn mà đang gặp cái tình trạng tiêu chảy hay là kiết lỵ, là ỉa ra máu ấy, chán ăn bỏ ăn, mặt buồn, hoặc đơn giản là nó bị ốm sốt, hay là nó bị đi cắn nhau về bị áp xe thì nó bị sốt nên bỏ ăn chán ăn, thì các bạn có thể thử ngay cái cách này nhé, rất là hiệu quả. Không biết là đã bạn nào thử cái cách là cho chó mèo nhà mình ăn trứng gà sống khi mà nó bị tiêu chảy ỉa chưa? Đấy, nếu mà các bạn nào mà đã thử và thành công đấy, thì các bạn có thể comment xuống bên dưới. Thì cách này mình hay dùng cho những cái bạn chó ta, bởi vì mình thấy nó dùng nó khá là nhạy. Tí nữa mình sẽ quay cho bạn xem một bạn chó của mình, nó đi cắn nhau về ốm sốt đấy. Thế là do cắn nhau xong rồi điều kiện thời tiết nó bị lạnh, thế là nó bị ốm và bị sốt, xong rồi nó dẫn đến tiêu chảy, thế là bỏ ăn mấy hôm và mình chỉ có cho ăn trứng gà sống thôi đấy. Trứng gà sống thì thực ra bên trong nó là protein, mà protein thì nó là đạm thôi, thì nó sẽ cung cấp năng lượng cho con vật của các bạn khi mà nó bị ốm mà không thể ăn được. Ngoài ra nhé, nếu như bạn nào mà chó mèo bạn mà bị tiêu chảy mà các bạn cho ăn nó chưa cầm được ấy, thì các bạn có thể mua cái viên B-citone của người đấy. Một viên đấy thì 1/4 viên cho 5 cân, tức là một viên thì có thể dùng được cho 20 cân chó, kết hợp uống với B1. Ok, bây giờ mình sẽ đi cho bạn chó nhà mình ăn cái quả trứng gà sống này để cho nó lấy lại cái năng lượng. Nếu như chó mèo nhà các bạn mà bị thì các bạn có thể thử cái cách này để hỗ trợ chúng nó mọi người nhé. Đây là bạn chó Natasha của mình, thì trước đấy nó bị bệnh về da rất là nặng mà mình đã chữa đấy, nó cũng không hôm nay nó ăn lại không à nay nó ăn lại rồi, nên là mình sẽ không cần phải đổ vào mồm nữa. Nếu mà chó mèo nhà các bạn, thực ra thì chó thôi các bạn ạ, cái này chữ chó thôi nhé, mình cứ quen mồm đấy là chó mèo chó thôi. Nếu mà nó bị ấy thì các bạn mà nó kể cả nó yếu quá nó không có ăn được ấy, thì các bạn cũng phải vạch miệng nó ra để đổ vào nhé. Còn đâu con này thì sau 2 ngày hôm trước mình cho ăn thì hôm nay nó khỏe lại rồi, và phải kết hợp cho uống thuốc nữa. Như con này nó đi cắn nhau và nó có cái vết thương mủ, thì các bạn có thể dùng cái thuốc cefalexin cộng với cái alpha chymosin về bạn cho uống, thì để cho nó nhanh lành vết thương với nó rút mủ. Còn đâu là nếu mà bị tiêu chảy thì các bạn cho uống thêm B-citol, có thêm cái B1 nữa các bạn cho nữa thì nó nhanh phục hồi hơn, vì B1 nó kích kích ăn mà. Đấy, một quả trứng mà nó đã chén hết, tức là nó đã hồi phục và nó đã ổn rồi, chỉ đợi những cái vết thương của nó lành lại thôi. Thì đây là một cái cách dân gian mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Nếu như bạn nào đã dùng và hiệu quả thì các bạn có thể comment xuống bên dưới. Còn bạn nào mà chưa dùng bao giờ và khi mà gặp phải chó mèo bị các tình trạng như thế, thì các bạn có thể áp dụng cái cách này để điều trị cho chó mèo nhà mình nhé. Hôm nay thì nó đã ăn lại được rồi, nên là mình sẽ cho ăn thêm một quả nữa. Bởi vì là cái trứng gà này các bạn, chó to như này các bạn cứ cho ăn 2 quả đi, không vấn đề gì cả. Nó ăn lại được rồi thì cho ăn thoải mái. Nếu mà nó ốm thì ngày các bạn cứ đổ vào mồm cho nó tầm 2 quả đến 3 quả, 2 quả thôi, để cho nó có được cái chất dinh dưỡng. Ngoài ra nếu mà chó mèo mà nó bị chó nhé, chó mà bị tiêu chảy ấy, thì các bạn nếu mà nó lôn thì các bạn nên cầm lôn. Khi mà cầm lôn thì các bạn có thể mua cái atropine của chó đấy về, các bạn tiêm khi mà nó cầm lôn rồi, thì các bạn có thể bơm cháo, cháo ở đây là cháo trắng, cháo trắng thì các bạn có thể mua cái cháo gói của người đấy về, các bạn trộn với một xíu muối thôi, các bạn bơm cho nó ăn để cái ruột của nó không bị trống nhé. Nếu mà ruột bị trống nhiều khi nó bị xuất huyết đường ruột thì nó sẽ ỉa ra máu, thì cái dạng đấy thì cũng khó. Đây, bạn chó này của mình thì nó đi cắn nhau về, thế là nó sưng hết cả lên, bưng mủ các bạn ạ. Vậy nên là lúc nào mình cũng phải sát trùng cái vết thương, bởi vì sao, những cái khu nuôi của mình ấy là khu nuôi tập trung nên là nó có rất là nhiều ruồi, thế nên là nhiều khi ruồi nó mà đẻ vào những cái vết thương này là một cái điều kiện môi trường rất tốt để sản sinh ra những con ròi đấy. Và khi bị con ròi thì rất là con chó nó rất là đau, rất là nhức. Vậy nên là các bạn phải sát trùng nhá, để cho nó nhanh khỏi. Đây sắp khỏi rồi, ăn uống lại là ổn thôi nhá. Nói chung là cái đường ăn thì tốt rồi, thì bây giờ chỉ cần chăm sóc tốt và phục hồi lại thôi. Bình thường thì mình để ở ngoài chuồng kia, mình để ở ngoài chuồng để cho nó sạch sẽ, nhưng mà chuồng đấy thì gió thổi lùa vào nhiều quá, nên là mình phải cho vào trong đây. Cho vào trong đây thì
để rẻ cho nó ở vài hôm thì nó cũng bắn. Và nhưng mà nó không có gió lùa nên là nó ấm, không bị mất thân nhiệt. Nhưng hôm nay thì ổn rồi, ăn uống lại như thế là tốt rồi. Mình vừa chia sẻ cho bạn cái cách mà chữa tiêu chảy trên chó mèo, chó thôi. Nếu như bạn nào mà có chó mèo bị thì có thể lưu ý để áp dụng nhé. Nếu thấy kênh của mình hay thì có thể bấm đăng ký và bấm chuông kênh của mình để theo dõi những clip mới nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.